Xin chào tất cả anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube Khoa Audio. À, và hôm nay thì tiếp tục những cái món hàng để phục vụ anh em chơi Tết, à, cũng như là để à, xả kho, thu hồi vốn. À, thì hôm nay Khoa sẽ làm clip về âm ly, về CD. À, thì đây là những cái món hàng mà đã quay giới thiệu trước đó. Hôm nay Khoa tổng hợp lại và đưa ra những cái chương trình ưu đãi tốt nhất. À, cho dịp cuối năm nay Anh em nào có nhu cầu Và đặc biệt là những khách mà đang à, Quan tâm những cái món hàng này Thì đây là cơ hội rất là tốt Để anh em à, có điều kiện sở hữu một món hàng Để về chơi Tết anh em nhé Thì à, Trong này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Có 12 mai món để cho anh em lựa chọn à, Mỹ có, Nhật có, anh em ha Thì bây giờ Khôi sẽ đưa máy Để giới thiệu với anh em từng món một nha Anh em nào có nhu cầu thì à, xem kỹ giúp Khôi À, ví dụ như anh em có thể cần xem lại hình ảnh thì mình uh, ad zalo hoặc là mình vào uh, youtube nhé. À, Khôi có gợi ý với anh em như thế này để anh em mình dễ tìm. Ví dụ như anh em muốn tìm cái con am di an một không thì khi anh em vào uh, cái kênh youtube của Khôi nhé, thì anh em click vào cái thư mục trang chủ này, rồi video này. Đó, anh em click vào cái chữ video, thì anh em kéo xuống thì sẽ thấy những cái clip liên quan tới bài một Hoặc là anh em mà uh, gõ vào uh, lecario gật an tép bài một không nhé thì nó sẽ ra cái món hàng anh em cần à, nghe thử xem thử nhé rồi à, đây đầu tiên là cái con Robert 50. thì cái con này à, à, khối có hai con thì khối đã bán một con rồi anh em còn là một con này rất là đẹp nha cực kỳ đẹp luôn à, anh em à, xem này thiết kế rất là đẹp à, nói chung là rất là bắt mắt luôn các à, cái rất đó là dễ thương ha à, Robert, à, model 50. con này thì khối đã giới thiệu rất nhiều rồi tại vì cũng bán rất là nhiều con rồi À, nó là dòng pin thế đầu pha xuất âm nha à, Robert là model 50 cũng là công suất 50W một một một, một vé luôn ha à, đánh bước con sổ sắc Toshiba chữ đỏ nên con này rất là tốt anh thấy đã để lâu bụi bầm này ha đó bụi bầm này rồi thì nhưng mà rất là đẹp đẹp lắm anh em đó, anh nhìn thấy đồ đẹp rất là đẹp luôn à, nghe hay trưng bày cũng đẹp nha đặc biệt là cái dàn đèn của nó màu màu vàng rất là đẹp ha rồi thì cái con này á clip trước á, thì khôi đã bán một con với mức giá là 7 triệu à, nhưng mà còn là một con và trong cái dịp tết này thì khôi bán cho anh em 6 triệu và anh em chuyển khoản thì khôi cũng bao ship luôn ha rồi thì ngay từ đầu thì khôi nói là tất cả những mặt hàng này anh em nào mà chuyển khoản thì khôi sẽ bao ship tận nơi cho anh em nhé rồi robert 50 mươi biến thế đảo pha xuất âm 6 triệu đánh đồng trục full rango tuyệt đỉnh luôn nhé rồi à, tiếp theo tiếp theo là món thứ hai món thứ hai thì đó là một con âm đến thổ nhĩ kỳ thì cách đây cũng ba ngày cô đã giới thiệu con này rồi thì trên clip là 6 triệu năm trăm ngàn nhân dịp cuối năm thì khôi bán 6 triệu và chuyển anh em chuyển khoản thì cũng bao ship luôn ha anh em có thể vào zalo vào facebook vào các thứ để xem lại con này nhé rồi à, tiếp theo là con ăn tết ăn tết bài một không con này dòng số âm tù 190 trăm w đến tốt r 2 gbl vân vân con này thì quá nổi tiếng khối bán cũng vài chục con rồi ha đặc biệt là con này cực kỳ đẹp anh em có thể vào xem hoặc là vào ad zalo khôi gửi ảnh nhé thì uh, những cái con trước thì có cái vỏ gỗ con này thì uh, hàng về thì không có vỏ nha uh, có vỏ thì mình đóng mình sẽ còn thêm tiền thì trên clip là 12 triệu năm thì nhân dịp clip này khôi sẽ giảm cho năm một triệu còn 11 triệu năm mức giá này sẽ uh, chuyển, uh, anh em chuyển khoản thì khôi sẽ bao ship nha rồi tiếp theo là con xịt cốt con này thì không còn gì để nói tại vì nó là dòng xịt cốt đình đám trong cái dòng số 3 nó là 348 cấu hình chức năng công suất vân vân nó đều hồi giống như 388 mà con 388 nổi tiếng và bây giờ mức giá rất cao thì con này trên clip là 12 triệu 500 thì hôm nay khôi sẽ giảm cho em 1 triệu còn lại là 11 triệu 500 à, giá này cũng là bao ship à, anh em luôn anh em mà đây là cơ hội tốt rồi anh em mà quan tâm thì mua sắm trong dịp Tết này anh em ha Tại vì không còn bao nhiêu ngày nữa là Tết đã kết thúc thì những cái mặt hàng này sẽ không còn là chương trình khuyến mại nữa. Rồi uh, tiếp tục là trong này có hai con CD này, hai con CD uh, cỏ cỏ thôi nhưng mà rất là đẹp, model này rất là, là, nổi tiếng luôn. Đầu tiên là CD Marang 63, con này thì không còn gì để bàn. Đặc biệt con này là điện 220 này, điện 220 em rất tiện sử dụng luôn ha. Thì con này uh, con này không mới về, có chưa chưa có dọn, chưa vệ sinh luôn. Em nhìn này còn bụi bặm luôn này, Đó. Thì con này uh, cùng giá cũng rất dễ thương anh em 4 triệu 500 Giá cuối năm luôn Ngày thường thì bán trên 5 triệu rồi 4 triệu 500 thì giá này sẽ bao ship cho anh em tận nơi luôn ha Rồi Tiếp tục là một con teo này Anh em nào mà đang có những cái âm ly Những coi cái gì liên quan Rotel á Thì rất là hiếm để sở hữu con này ha à, Nó là RCD 855 à, Đọc địa không kén địa này anh em Có một vài cái chức năng gì đây nè Làm DA có vector gì đây nè Nha thì con này có sẽ tiếp tục giới thiệu vào những clip sau này. Đó, con này thì có cái giá cao hơn tí ha, 5 triệu. Rồi, giá thì đều bao ship cho anh em ha. Đó. Rồi, con đi nát C352 huyền thoại luôn. Thì con này trước khối có, có clip test và giới thiệu chất âm rồi. À, mức giá là 8 triệu 500 thì hôm nay nhân dịp này cuối năm. Còn về còn, chỉ còn những ngày, vài ngày nữa thôi là tết rồi. Thì con này khối bán cho anh em 7 triệu 500 giá bao ship nè. Đó, đó. Con này rất là tốt, công sức lớn, 80W một loa, đến tốt loa 3 tắc 4 tắc ha anh em có lo âu thì phải sử dụng con này nha con này rất là hay rồi à, tiếp tục là con cd sony à, con cd sony huyền thoại luôn 3 số 7 si anh em à, con này thì không có gì để nói thêm nữa tại vì nó gần hết số trong dùng ba số rồi đời cuối cùng nó là 3 số 7 sg nó là gần cuối ha à, thì con này trên clip khôi báo là 17 triệu thì hôm nay nhân dịp clip này thì khôi báo em 16 triệu bao ship ha rồi tiếp tục một con năm ly suốt năm tụ Hitachi anh em DPK 405 rất là to luôn này anh thấy em thấy lớn hơn cái CD này size của nó size 50 này chiều sâu của nó là 45 luôn Đó, cái hộp gỗ rất to ha đến so sắt Hitachi công suất thì nó nhỏ công suất 70W một vé thôi nhưng mà nó là đến R4 rất là hay anh em có R4 thì cũng nên thưởng thức con này nhá thì uh, clip trước thì khối báo con này là giá 6 triệu rưỡi thì hôm nay nhân dịp cái uh, clip này thì khối bán giá vốn cho anh em luôn 5 triệu 500 à, giá này thì khối sẽ À, bao ship tận nơi cho anh em khi em chuyển khoản nhé rồi tiếp tục qua bên này là những cái con hàng cực kỳ đẹp con này thì thật sự là muốn bán thì không bán mà có tiền thì sưu tầm cũng được anh em con này là Lutman r1040 này đây anh em thấy cái vỏ gỗ rất đẹp ha dinh tuyệt đối từ Z luôn chưa vệ sinh chưa lau chùi à đây đây là coi nó thật luôn này không vệ sinh nha anh em à, anh em thấy à, các cái cạnh này còn bùi luôn á còn bùi chưa chùi luôn nhưng mà nó đẹp à, con này công suất cũng khá lớn đây nè nha 250 w đây nè lên tốt loa ba tấc JBL nha và nó đẹp nữa Đó. thì uh, clip khôi, khôi báo giá là 11 triệu 500 thì nhân nhân dịp cái clip này thì có bán cho em 10 triệu 500 giảm 1 triệu nha giảm một triệu Đó. anh em lưu ý là hàng này hàng số tầm nha, anh em đẹp đẹp tuyệt đối nhưng tuyệt đối đẹp xuất sắc luôn nha. Yeah. rồi tiếp tục là một con ma răng nổi tiếng gấu ha à, uh, bm 90 290W 8 sò. 2 nguồn nha, hai tụ. Rất là nặng anh em, nặng tới 27 7 kg á. Anh em và đặc biệt là nó nổi tiếng về cái phần class A này anh em. À, anh em nào mà mà chơi uh, thích chơi âm nhẹ nhàng tăng tannoy đến các cái loa Âu á lên class A đấy. À, là đây á, anh em nào trải nghiệm thì mình nhiều con này. Thì uh, cái cái trên clip á là 10 bộ 15 triệu thì clip này thì khôi sẽ giảm hẳn chỉ 1 1,5 triệu 500 luôn còn 13 triệu 500 nha yeah. mà những cái giá này là cực kỳ tốt luôn nè nó chạm với giá giá ship rồi gia nhập đó, gần chạm với giá ship rồi thì anh em tranh uh, thủ uh, mình uh, là, là, là 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 mua hàng ha rồi con cuối cùng con dưới này là con tắt tích khủng long luôn anh em SA 5570 uh, size 54 á suất con sách 200, 900, 300W gì đó à, thì con này là đánh bốn con sổ sắc chơi đông rất là hay luôn đến JBL là tuyệt đỉnh con này thì cái mức giá là 10 triệu 500 hôm nay có giảm 1 triệu còn là 9 triệu 500 này anh em nào à, à, đang có những cái cặp loa bát ba tắc trở lên cần đến bát thì ship con này về đánh anh em ha rất là tuyệt vời rồi rất là mệt anh em à, hôm nay à, à, bị cảm bị đau quá nên nói rất là khó khăn rất là mong anh em thông cảm cho ha rồi khôi xin phép kết thúc cái phần giới thiệu ở đây thì à, nó có tất cả những món như vậy anh em quan tâm món nào thì à, đã liên hệ với khôi để anh em cùng giao lưu ha những cái mặt hàng này thì đã test rồi nên chắc chắn là hoạt động tốt anh em mà có thể vào các cái clip trước trên kênh youtube của khôi để mình kiểm tra lại mình tham khảo lại anh em nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại với anh em những cái món hàng sau và bây giờ thì khôi xin phép kết thúc video anh em nhớ like đăng ký kênh cũng như là để chia sẻ giúp cho kênh của khôi ngày càng được phát triển xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những lần sau